Chào mừng các con đến với hệ thống bài giảng điện tử e-learning của khối tiểu học. Cô xin tự giới thiệu, cô là Hoàng Mỹ Hạnh, cô đến từ trường tiểu học Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hôm nay, cô và các con cùng tham gia bài học e-learning bộ môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. Các con ạ, à, bài giảng e-learning được đóng gói theo tiêu chuẩn HTML5, bài giảng e-learning sẽ giúp các con tự học, tự khám phá nội dung bài học thông qua mạng internet. Bài giảng e-learning được đóng gói trong đĩa CD có thể sử dụng độc lập hoặc tích hợp vào trang web.